Xin chào, chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàn và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Đẩy thuyền các thành viên trong nhóm là một trong những nét đặc trưng của văn hóa fandom K-pop và trong mỗi một nhóm nhạc thì sẽ có ít nhất một couple được fan gắn ghép nhiệt tình. Và đối với Blackpink thì đó chính là Jisoo và Jennie. Và sau đợt quảng bá How Like That này thì fan đã tìm ra những khoảnh khắc tình bể tình của cặp đôi này và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua chi tiết nhé. Vừa qua thì Blackpink đã tham gia show Music Hall của đài MBC. Trước khi trình diễn, các cô gái có phần giới thiệu, kêu gọi vote với người hâm mộ. Khi Jisoo phát biểu, Jennie đã nhìn chị cả một cách si mê, lại còn kề sát mặt cười một cách ngốc nghếch. Khoảnh khắc này làm người hâm mộ tích cực đẩy thuyền cặp đôi với nhau. Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ phát hiện Jennie nhìn Jisoo như vậy. Tại sân khấu Inkigayo trước đó, main rapper của Blackpink cũng làm hành động như vậy với Jisoo. Người hâm mộ còn đùa rằng Jennie hoàn toàn mất liêm sỉ trước nhan sắc của Jisoo. Người hâm mộ khi ghép đôi Jennie và Jisoo với nhau đã gọi cặp đôi này với cái tên là Jensoo. Hai khoảnh khắc ngọt ngào như đường của Jensoo đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít người hâm mộ chia sẻ lại những hình ảnh với lời nhắn Jennie nhặt lại liêm sỉ trên khắp các diễn đàn. Chứng kiến mức độ thân thiết thậm chí là như một đôi tình nhân của Jennie và Jisoo, cư dân mạng không khỏi ghen tị. Nhiều bling còn đặt tiêu chuẩn cho bạn trai tương lai là phải nhìn say mê như cách Jennie nhìn Jisoo. Còn đối với bạn thì trong Blackpink thì bạn đang đẩy thuyền cặp đôi này, có phải là cặp đôi Jisoo và Jennie hay không? Và nếu không thì đó là cặp đôi nào? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Chúng mình là Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.